Cái này cây linh sam đao điểm nha bạn. Cái này mình uống từ nhỏ, uống hai thân từ nhỏ luôn nè, nó dặn theo nè. Cái này cái hoành được 24, 24, 25 mà. Cái này mình đang nằm ở dưới đất. Cái này mình bứng lên rồi mình cắt phôi là mình gỡ cho các bạn. Cái này mình uống nè. Vậy chỉ tích tích vô ngay chỗ này rồi vô thàng các bạn. Cái này nếu mà cắt ra là không có mặt cắt luôn á. Chỉ có mặt cắt đầu cành nè, tại mình uống từ nhỏ. Có mặt cắt ngay chỗ mấy cái đầu cành để giờ vô thàng thôi chứ không có mặt cắt lớn. Cái này hồi xưa mình uống từ nhỏ, không uống hai thân nó dặn vào nhau. Uống mấy cái phơm cành nó ráo rồi. Cái này lên chậu vô tàn cho nó xong, y như nuôi cái cốt bự luôn, nuôi cái cốt thôi. Mấy cái cốt mình dặn dặn, cốt dưới này nó bự hơn con tay cái mình. Giờ mình giật cốt vô là tàn vô. Cái này nó bự được khoảng 25 dọc, 24, 25 dọc. Mấy cái tàn này giật cốt đó, bự luôn. Mấy này mình dặn hồi nhỏ luôn á. Mấy cái cốt này mình cũng dặn hồi nhỏ nên nó bự. Nằm dưới đất hơi khó nhìn tí xíu nha bạn, cái này phải bứng lên nha. Bứng lên thì tiếc, để cho nó lớn nữa. Đế ngày xưa trồng ngẫu nhiên này chứ không sắp đế. Cái này về phải làm đế, đục đế lại. Linh sam đau điểm nha bạn. Có được sẵn mấy cái cốt dặn. Nó đang cũng đang lớn lắm. Mình cái tàn trên quá bự luôn, lên cao khoảng 3 mét, mấy 3 mét rồi, cắt bỏ hết, gãy cái phôi vậy các bạn.